Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 8, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sự ra đời của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm đã mở ra cơ hội mới về chăn nuôi an toàn bền vững cho các tỉnh thành phố trong cả nước. Hội thi tàu tốt Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Để xóa bỏ những điểm đen về mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương cũng như nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, ngành thương mại dịch vụ của thành phố tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm thương mại xuất khẩu lớn của khu vực phía Bắc. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương và thành phố, hoạt động thương mại tại Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng thương mại phát triển mạnh, tạo nên các kênh lưu thông phân phối hàng hóa theo hướng văn minh hiện đại, đồng bộ. Nhân lực thương mại xuất khẩu phát triển nhanh về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường nội địa có sự đổi mới về cơ cấu thị trường, khu vực nông nghiệp nông thôn từng bước được quan tâm. Đến hết năm 2016, toàn thành phố đã có trên 4.000 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại với số vốn hơn 60.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 36.000 người. Toàn ngành thực hiện việc cung ứng hàng hóa ngày càng phong phú, đáp ứng khá tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động thương mại dịch vụ đã đóng góp tích cực vào việc kiềm chế nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối thanh toán quốc tế. Trong giai đoạn 2011-2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 18,8% một năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Đến nay, hoạt động thương mại tại Hải Phòng phát triển khá mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 15,4%, các dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là dịch vụ cảng biển, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức công bố quyết định thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên cơ sở sắp nhập phòng trồng trọt vào Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo quyết định 1757 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập với chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn thành phố. Chi cục có cơ cấu tổ chức gồm chi cục trưởng và 3 phó chi cục trưởng, 4 phòng ban chuyên môn và 7 trạm trực thuộc nằm trên địa bàn các huyện của thành phố. Cũng trong buổi lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, lãnh đạo chi cục công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc các phòng ban thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của chi cục. Vào khoảng 9 giờ sáng nay tại đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 16M2046 chạy từ hướng đập Tam Kỳ về phía nhà thành phố đã bất ngờ đâm vào một người đi bộ và một xe máy đi cùng chiều do một người phụ nữ điều khiển. Vụ va chạm làm 2 người bị thương nặng. Sau đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục lao về phía trước, đâm vào 2 chiếc xe máy đỗ trên vỉa hè. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an quận Hồng Bàng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn trên cũng cho thấy thời gian qua tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Và để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi không chỉ sự tham gia quyết liệt của các lực lượng chức năng mà rất cần sự vào cuộc của các cấp ngành, tổ chức chính trị xã hội. Quan trọng hơn cả chính là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. 62 vụ tai nạn giao thông, 64 người chết, 27 người bị thương. Thống kê trên của Ban An toàn Giao thông trong 7 tháng vừa qua khiến nhiều người không khỏi giật mình. Ngoài nguyên nhân chủ quan đến từ sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông, nguyên nhân khách quan được chỉ ra chính là sự bất cập của hệ thống hạ tầng giao thông. Các báo cáo về thực trạng an toàn giao thông đã chỉ rõ về 31 điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại Hải Phòng. Và đây là một trong số các điểm đen như vậy. Phần lớn các điểm đen như thế này hình thành tại các vị trí đấu nối giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Cá biệt có những điểm đen xuất hiện tại các ngã ba, ngã tư, nơi có mật độ người tham gia giao thông đông, va chạm giao thông thường xuyên diễn ra, nhưng lại không có đèn tín hiệu chỉ huy giao thông hoặc không có biển báo cảnh báo nguy hiểm. Đường vòng 25 tháng 10 là đường nhánh chuyên ra đường quốc lộ 10. Thì hiện nay thì đoạn đường này là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất là cao. Tuyến đường km 16 cộng 800 này là thuộc tuyến đường cong
đường vòng và khuất tầm nhìn của các lượng phương tiện đi từ đường quốc lộ 10 đi. Tôi cũng qua đề xuất là kiến nghị là cắm thêm biển hạn chế tốc độ, cắm biển cảnh báo. Làm nghề xe ôm ở khu vực ngã ba Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, ông Bùi Văn Dần ở thôn Cao Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo cho biết đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khu vực này. Chúng tôi là người dân ở đây, tôi thấy là từ hôm bắt đầu là làm cái đường này và thành lập mà hoàn chỉnh cái ngã ba khu công nghiệp Tân Liên này là tôi cảm thấy xảy ra tai nạn liên tục, từ to đến nhỏ là nói chung là không đếm được hết. Người dân đây có nghĩa là nắm về cái đường luật lệ giao thông là hạn chế, nên người ta đi ra là ví dụ bên kia người ta đi không giảm tốc độ cái là người ta không kịp phanh là bị tai nạn. Nút giao thông ngã ba Tân Liên và quốc lộ 10 trong nhiều năm qua là một trong những cái điểm giao thông mà tiềm ẩn những cái mất an toàn giao thông trong giai đoạn vừa qua. Thứ nhất là đường vào khu công nghiệp Tân Liên cộng với đường dân sinh đi vào trong xã Tân Liên. Nơi đây là một trong những cái tuyến đường mà lưu lượng phương tiện qua lại tham gia giao thông rất là đông. Thứ hai là về cái trang bị đèn tín hiệu rồi các cái cụm biển báo là chưa được đồng bộ. Cũng đề nghị với các cơ quan chức năng sớm lắp đặt đèn tín hiệu cũng như là cụm đèn biển báo để đảm bảo cái an toàn giao thông, nút giao thông giữa Tân Liên và đường quốc lộ 10. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trong cuộc kiểm tra thực tế mới đây tại một số điểm nóng về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, ngành giao thông vận tải đang tích cực phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống biển báo hiệu tại các điểm có nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Cùng với đó, thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị quản lý đường bộ tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống mặt đường xuống cấp, các nút giao thông nguy hiểm, lắp đặt, bổ sung một số chốt đèn tín hiệu chỉ huy giao thông, xây gờ giảm tốc, sơn vạch kẻ đường, kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các giải pháp tích cực đã và đang được triển khai, hy vọng trong thời gian tới, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố từng bước được kiềm chế và đẩy lùi. Thưa quý vị và các bạn, ngành chăn nuôi hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức như nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ các khâu quản lý thức ăn, sử dụng chất kháng sinh không theo quy định, lạm dụng chất cấm, quy trình giết mổ và buôn bán sản phẩm gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh. Trong bối cảnh đó, thì sự ra đời của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, gọi tắt là LIPSAP, đã mở ra những cơ hội mới về chăn nuôi an toàn bền vững cho các tỉnh thành phố trong cả nước. Là một trong 12 tỉnh thành được lựa chọn để thực hiện dự án, Ban Quản lý Dự án LIPSAP Hải Phòng đã có nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt khâu chăn nuôi ban đầu, công đoạn giữ vai trò nền tảng trong quy trình sản xuất an toàn. 4 huyện được lựa chọn để thực hiện chương trình, gồm Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Dương và Kiến Thụy, đã nhanh chóng thành lập tổ dự án. Cùng với đó, các nhóm gáp, vùng gáp đã hình thành và phát triển. Vừa hình thành các vùng chăn nuôi theo gáp, các cơ sở giết mổ và chợ thực phẩm cũng được nâng cấp. Bởi đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết trong sản xuất an toàn. Từ trước tới nay, hệ thống cơ sở giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tại Hải Phòng chưa được đầu tư đúng mức. Ngoài một số cơ sở lớn đủ tiêu chuẩn, những cơ sở nhỏ lẻ ở trong dân hầu hết không bảo đảm, kéo theo nguy cơ thường trực về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự án LIPSAP đã hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh thú y cho 34 điểm giết mổ nhỏ trong các vùng gáp, nâng cấp 31 chợ với gần 1.000 quầy thực phẩm an toàn. Nhờ đó, tại các cơ sở giết mổ, các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Dự án đầu tư cho gia đình tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Thứ nhất là cơ sở giết mổ là khang trang sạch sẽ, tường rất là ốp lát, rất là đẹp, và các có xe lăn rồi thì là phương tiện thuận tiện đầu tư các bàn lốc rất là sạch sẽ, và xe để vận chuyển khi sau khi giết mổ xong là có xe vận chuyển hàng ra đến tận như là nơi mà pha chế. Để dự án thực hiện đạt kết quả tốt, công tác quản lý, giám sát, đánh giá cũng được tăng cường. Ngoài hỗ trợ trang thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm dịch, quan trắc môi trường, ý nghĩa mục đích của dự án LIPSAP cũng được phổ biến rộng rãi, qua đó từng bước thay đổi nhận thức của người chăn nuôi. Hiện nay là các tổ nhóm đi vào hoạt động và kết nối với các doanh nghiệp, mà công ty thuốc, thức ăn, vaccine để cung ứng đầu vào cho bà con nông dân để được hưởng cái phần chiết khấu để giảm được cái giá trị đầu vào. Thế là vì vậy là bà con chăn nuôi hiện nay là tuy cái giá cả thị trường nó gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong 2016-17, nhưng mà với cái sự liên kết sản phẩm với các công ty thì do đó là cái mức mà lỗ của bà con thì nó cũng không như trước đây.
Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Lip Sáp Hải Phòng tiếp tục tập trung nhân rộng vùng gáp, mở rộng hoạt động sang các quận huyện còn lại với số lượng từ 400 đến 600 hộ, ưu tiên thành lập tổ hợp tác xã chăn nuôi, nhân rộng chăn nuôi áp dụng quy trình gáp, nâng cấp thêm 15 đến 20 chợ thực phẩm tươi sống, tăng cường công tác bảo trì, vận hành chợ của toàn dự án, phấn đấu có 30% số chợ đã nâng cấp đạt tiêu chí chợ kiểu mẫu. Chúng tôi cho rằng là dự án phải phát triển theo chiều rộng và chiều sâu. Phát triển theo chiều rộng tức là vẫn tiếp tục duy trì nhân rộng những cái vùng chăn nuôi theo gáp, tức là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế còn phát triển theo chiều sâu tức là từ những cái nhóm gáp này thì đối với dự án Lip Sáp Hải Phòng sẽ hướng dẫn các nhóm gáp để thành lập lên các tổ hợp tác, hợp tác xã và thậm chí thành lập lên những cái hiệp hội chăn nuôi để hướng chăn nuôi theo hướng theo chuỗi. Bằng sự chủ động, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, Ban Quản lý Dự án Lip Sáp Hải Phòng tiếp tục có những hướng đi đúng, từ đó thực hiện có hiệu quả dự án, làm cơ sở vững chắc cho ngành chăn nuôi thành phố phát triển bền vững. Bảo vệ tàu và vũ khí, trang bị kỹ thuật, sửa chữa khắc phục hỏng hóc của trang thiết bị kỹ thuật trên tàu, nâng cao năng lực của cán bộ chiến sĩ là mục tiêu của hội thi tàu tốt Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển năm 2017 vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hà Tĩnh. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi tàu tốt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 năm 2017 đã chọn ra những con tàu tốt nhất, các điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị. Dù được tổ chức tại hai địa bàn xa nhau là Hải Phòng và Hà Tĩnh dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng hội thi vẫn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị mọi mặt về hội thi tương đối tốt. Các tàu thì với tinh thần thi đua sôi nổi, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thì sẵn sàng thực hiện kiểm tra và đi sâu vào các chuyên ngành kỹ thuật bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các tháng tiếp theo. Để chuẩn bị tốt nhất cho hội thi, trước đó Bộ Tư lệnh Vùng đã đầu tư hàng nghìn ngày công bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, sơn sửa hơn 5.000 m2 thân vỏ, cabin tàu cùng các trang bị kỹ thuật khác, nâng cao chất lượng và hệ số kỹ thuật tàu. Hội thi năm 2017 cũng là một cái dịp để toàn đơn vị thực hiện kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị máy móc của đơn vị mình để sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị khi mà thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng ra. Năm 2017, bình quân mỗi tháng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 có từ 3 đến 5 tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển với thời gian dài. Số giờ làm việc của vũ khí trang bị kỹ thuật tàu xuồng ngày càng cao, dẫn đến xuống cấp, hư hỏng tăng nhanh. Hội thi là cơ hội tốt để đánh giá thực chất trình độ và khả năng tác chiến của đội ngũ cán bộ tàu, tình trạng kỹ thuật và công tác kỹ thuật tàu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan thành phố tổ chức đại hội lần thứ 5 đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 4 và đề ra phương hướng giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác đoàn và phong trào thanh niên của khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả nổi bật, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn trong tình hình mới. Với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đoàn Thanh niên khối xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là xây dựng thế hệ thanh niên khối các cơ quan thành phố Hải Phòng có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức lối sống lành mạnh, tiên phong gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý. Cổ vũ đoàn viên thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa công nghệ hiện đại, phát huy tinh thần tình nguyện xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố trao tặng đoàn khối bức chướng. Các cá nhân có nhiều đóng góp được nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương đoàn. Ra đời cách đây 7 năm, đến nay, Quỹ Tấm Lòng Trò Cũ do một số thầy cô giáo và cựu học sinh niên khóa 1974-1977 Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên thành lập đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong hơn 7 năm qua, đã 8 lần quỹ tổ chức cho các cựu giáo chức trường Trung học Phổ thông Thái Phiên khám sức khỏe định kỳ. Quỹ còn tổ chức tặng quà mỗi dịp lễ Tết cho các thầy cô giáo cao tuổi, tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho các em đến khi học xong đại học. Nhiều em là trẻ mồ côi còn được các cựu học sinh của quỹ nhận giúp đỡ. Nhằm cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố,
từ ngày 14 tháng 8, Viện Y học Hải quân sẽ phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu. Theo đó, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, đội ngũ giáo sư bác sĩ chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai và Viện Y học Hải quân sẽ trực tiếp khám chữa bệnh ở hai phòng khám nội trung và khám chuyên khoa tim mạch tiêu hóa hô hấp, cơ xương khớp, nội tiết, đái tháo đường và tại khu theo dõi điều trị trực tiếp cho bệnh nhân ban ngày. Quy trình làm việc khép kín, liên hoàn khám lâm sàng và cận lâm sàng sẽ đáp ứng yêu cầu chăm sóc điều trị chất lượng cao cho bệnh nhân tại Hải Phòng và các địa phương lân cận. Học tập thông qua trải nghiệm đang là xu hướng mà các trường học hướng tới nhằm tăng tính chủ động và tạo hứng thú cho học sinh trong tiếp thu kiến thức. Chương trình Em là thuyết minh viên bảo tàng do Bảo tàng Hải Phòng và Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng tổ chức là hoạt động giúp các em ghi nhớ những kiến thức lịch sử một cách trực quan, sinh động. Thích thú và cũng khá hồi hộp là cảm xúc của các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng khi lần đầu giữ vai trò thuyết minh viên. Đến với bảo tàng, các em được tìm hiểu nội dung, trưng bày và học bài thuyết minh, cách hướng dẫn khách tham quan của một hướng dẫn viên bảo tàng. Đặc biệt là các em đã được trải nghiệm với rất nhiều buổi thuyết minh trực tiếp cho khách tham quan tại Bảo tàng Hải Phòng. Những kiến thức về địa lý, lịch sử tưởng chừng như khá khô khan đã được các em thể hiện một cách tự tin lưu loát, góp phần rèn luyện khả năng thuyết trình trước đông người. Đây là lần đầu tiên mà cháu được trải nghiệm vào cái chương trình rất là thú vị như thế này và đây cháu cảm thấy giúp cho mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn như là khi được giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về thành phố của mình đang sống và cũng khiến cho cái lòng yêu quê hương đất nước của mình càng ngày càng tăng lên. Với các nội dung giới thiệu về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống chống giặc ngoại xâm và truyền thống khoa bảng của thành phố Hải Phòng, các em học sinh còn được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa xã hội của thành phố Cảng thông qua các nguồn tư liệu hiện vật được trưng bày tại đây. Từ đó giúp các em có thêm hiểu biết, củng cố kiến thức, hỗ trợ cho quá trình học tập và rèn luyện của bản thân. Từ tháng 6 2017 đến nay, thì thực hiện công tác hè, chỉ đạo hè của thành phố là làm sao để cho các cháu có được một mùa hè thật là bổ ích và hữu ích để các cháu vừa học tập vừa vui chơi. Thì cũng nhân cái dịp hè này thì Bảo tàng Hải Phòng thí điểm cái chương trình giáo dục này. Thì trong những cái kế hoạch tiếp theo thì Bảo tàng Hải Phòng cũng mong muốn là tiếp tục nhân rộng cái chương trình này ra đối với không chỉ ở phạm vi của trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng phối hợp năm nay mà mở rộng ra tất cả đối với các trường học. Một trong những phương pháp dạy học phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới là dạy học qua trải nghiệm. Với phương pháp dạy học tích cực này, học sinh được thực hành nhiều hơn từ thực tế để phát huy tốt phẩm chất năng lực của bản thân. Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11. Liên hoan phim năm nay hứa hẹn có nhiều thay đổi với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại và nhân văn như nội dung chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được chính phủ phê duyệt. Trong đó, điện ảnh thuộc thành phần mũi nhọn và được ưu tiên. Tiêu chí để chọn ra các giải bông sen vàng bạc của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 hướng đến tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật thể hiện mới, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả. Về nét mới, ngoài việc lần đầu có giải thưởng trao cho phim ASEAN xuất sắc nhằm phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh trong khu vực, Liên hoan phim Việt Nam lần này đã quyết định mở rộng cửa dành cho phim Việt làm lại remake. Theo đó, điều lệ của phim làm lại từ kịch bản phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của Liên hoan phim. Tuy nhiên, các phim làm lại tham dự giải sẽ chỉ được xét các giải thưởng cho cá nhân, chứ giải thưởng cho tác giả kịch bản và giải thưởng dành cho phim. Ban tổ chức cũng cho biết sẽ có 3 buổi chiếu phim ngoài trời bên sông Hàn dành cho khán giả trong các ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, cùng các hoạt động sôi nổi khác như tuần phim chào mừng Liên hoan phim, hội thảo Liên hoan phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc, các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả. Giá ô tô nhập khẩu từ Thái Lan có thể sẽ rẻ hơn giá xe sản xuất trong nước từ năm 2018. Nghịch lý này đến từ việc 70-80% linh kiện sản xuất ô tô trong nước phải nhập khẩu, dẫn tới chi phí sản xuất cao hơn. Trong khi đó, xe nguyên chiếc nhập khẩu sẽ được hưởng thuế suất là 0% từ năm sau. Năm 2018, khi thuế nhập khẩu ô tô về 0%, các nhà nhập khẩu sẽ được hưởng lợi. Trong khi đó, các đơn vị sản xuất trong nước sẽ gặp khó. Bởi lẽ, thuế nhập khẩu nguyên chiếc về 0%, nhưng thuế nhập khẩu linh kiện vẫn đứng im tại chỗ và chưa có lộ trình giảm. Nhà sản xuất vẫn phải trả thuế để nhập linh kiện từ Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu về lắp ráp. Trong khi đó, 70-80% số linh kiện để cho ra đời một chiếc ô tô của Việt Nam phải nhập khẩu. Chi phí vận chuyển một chiếc xe từ Thái Lan về Việt Nam chỉ khoảng 500-1.000 USD.
Khi đó giá xe từ Thái Lan rất gần với giá xe được sản xuất trong nước. Và điều này đang được xem là không công bằng đối với các nhà sản xuất ô tô trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2017, Sở Giáo dục Đào tạo và Thành đoàn Hải Phòng tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến điều kiện, tiêu chuẩn và hướng dẫn nộp hồ sơ xét duyệt học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2017 như sau. 1.1. Đối với học sinh giỏi quốc tế quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế, học sinh đạt giải nhất quốc gia, học sinh đạt giải nhì quốc gia, học sinh đạt giải ba quốc gia. 1.2. Đối với thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2016-2017. Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi nằm trong các môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tổ hợp xét tuyển của các trường, đại học, học viện chưa nhân hệ số đạt từ 28,5 điểm trở lên và đỗ vào các trường đại học. 1.3. Đối với sinh viên tốt nghiệp đạt thủ khoa xuất sắc tiêu biểu tại các trường đại học, học viện năm 2017. Sinh viên đạt thủ khoa xuất sắc tiêu biểu có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng hiện đang học tại các trường đại học, học viện trên toàn quốc đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên tính theo thang điểm 10. Sinh viên đạt thủ khoa xuất sắc tiêu biểu có hộ khẩu ngoài Hải Phòng, hộ khẩu các tỉnh khác hiện đang học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên tính theo thang điểm 10. 2. Hồ sơ gồm có 2.1. Đối với học sinh đạt giải quốc gia quốc tế, theo danh sách đạt giải quốc gia quốc tế, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, trường Trung học Phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện có học sinh đạt giải, lập danh sách kèm theo số điện thoại, địa chỉ liên lạc của từng học sinh và số điện thoại của cán bộ lập danh sách. 2.2. Đối với thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng, đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm học 2016-2017, hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả thi của kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, bản photo, giấy báo trúng tuyển đại học, bản photo, hộ khẩu, bản photo, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, bản photo, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 2.3. Đối với sinh viên thi tốt nghiệp đạt thủ khoa xuất sắc tiêu biểu tại các trường đại học, học viện năm 2017 theo tiêu chuẩn mục 1.3, hồ sơ gồm giấy xác nhận thủ khoa xuất sắc tiêu biểu của trường đại học, học viện nơi sinh viên đang học. Bản photo hộ khẩu đối với sinh viên có hộ khẩu Hải Phòng, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, bản photo, bảng điểm tốt nghiệp, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 3. Hình thức xét duyệt, lấy từ cao xuống thấp theo số lượng được Hội đồng xét duyệt thành phố quyết định. Sau khi Hội đồng thành phố xét duyệt, ban tổ chức sẽ có giấy mời học sinh sinh viên theo danh sách đã được duyệt. 4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ. Hồ sơ nộp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, số 37 Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng, trước 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2017. Sau thời hạn trên, Hội đồng xét duyệt không tiếp nhận hồ sơ. Người nhận: ông Nguyễn Anh Thuấn, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, điện thoại 0912-282-494. Chuyển sang một số thông tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức tuyên chiến với nạn lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện thuộc nhóm opioid, vấn nạn đã trở thành khủng hoảng y tế quốc gia. Ông Donald Trump cam kết đẩy mạnh các nỗ lực chống vấn nạn này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi có cuộc gặp với các cố vấn cấp cao nhằm tìm giải pháp cho tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện trong lĩnh vực y tế. Ông Donald Trump đã chỉ đạo triển khai tất cả các biện pháp khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các cơ quan và chính quyền liên quan phản ứng nhanh với cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid, được cho là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử ngành y tế Mỹ hiện nay. Theo thống kê, trong năm 2016, tại Mỹ có khoảng 65.000 trường hợp tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện, tức là bình quân 180 người tử vong mỗi ngày. Theo đó, tỷ lệ người tử vong do lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện trong vòng 6 tháng tương đương với con số trong vòng 10 năm trước đây. Được biết, tại Mỹ có từ 2 đến 3 triệu người đang được kê đơn sử dụng thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện hoặc heroin trong điều trị bệnh. Trong đó có nhiều người đang phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào loại thuốc này tới mức gần như trở thành một người nghiện ma túy. Thống kê của các chuyên gia y tế cho thấy Mỹ tiêu thụ tới 80% các loại thuốc giảm đau gây nghiện trên toàn cầu, trong khi dân số của nước này chỉ chiếm 5% dân số thế giới. Từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, Nga đã chính thức cấp visa điện tử cho công dân của gần 20 nước muốn đến vùng Viễn Đông của Nga. Visa điện tử có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày cấp và thời hạn lưu trú tại khu vực Viễn Đông của Nga là 8 ngày. Những đối tượng có nhu cầu chỉ cần nộp đơn xin cấp thị thực trên một trang web chuyên biệt và nhận visa điện tử sau 2 giờ mà không cần đến lãnh sự quán.
Trước mắt, visa điện tử sẽ được sử dụng tại hai cửa khẩu Viễn Đông là cảng Viễn Đông và sân bay Knevichi. Chính phủ Nga cho rằng visa điện tử sẽ tạo điều kiện tăng lượng du khách quốc tế đến vùng Viễn Đông và đây cũng là nơi được Nga đặt làm trọng tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế du lịch trong tương lai. Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch được cho là tổ tiên sớm nhất của loài người từng tồn tại trên trái đất với niên đại lên tới 13 triệu năm. Hóa thạch vừa được phát hiện thuộc về một động vật linh trưởng giống vượn cáo tồn tại cách đây 13 triệu năm tại một khu rừng xích đạo ở miền Bắc Kenya. Động vật có hộp sọ kích thước chỉ to hơn quả chanh, thuộc một giống loài linh trưởng được cho là sẽ phát triển thành khỉ không đuôi cũng như con người. Hóa thạch hộp sọ của linh trưởng nhỏ bé này được bảo tồn nhờ cho bụi nham thạch của núi lửa. Qua phân tích mẫu vật răng bên trong hộp sọ, các nhà khoa học xác định con linh trưởng bị chết khi mới được 16 tháng tuổi trong một đợt phun trào núi lửa. Nhìn bề ngoài hộp sọ giống với loài vượn, nhưng nhìn xương ống tai thì con vật lại giống với tinh tinh hoặc khỉ dạng người. Theo các nhà khoa học, tất cả động vật linh trưởng tồn tại ngày nay đều xuất phát từ một tổ tiên chung. Cho tới nay, các nhà khoa học mới chỉ theo dõi lần tìm được dấu vết của tổ tiên loài người cách đây chừng 10 triệu năm và chưa có minh chứng nào cho thấy tổ tiên của linh trưởng và loài người tồn tại cách đây lâu hơn nữa. Tuần lễ thời trang dành cho người béo Moda vừa được tổ chức tại thành phố Medellin của Colombia, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Điều đặc biệt trong tuần lễ thời trang này là những mẫu thiết kế ngoại cỡ dành cho nữ giới, giúp người béo tự tin hơn trong đời sống. Lần đầu tiên trong lịch sử Colombia Moda, sự kiện thời trang lớn nhất Colombia, các người mẫu ngoại cỡ đã trình diễn nhiều mẫu thời trang mới trên sàn catwalk mang nhãn hiệu của nhà tạo mẫu người Colombia Elena. Với tên gọi cuộc cách mạng kích cỡ, bộ sưu tập của nhà tạo mẫu Elena đã thực sự tạo nên sự thay đổi tư duy không chỉ đối với công chúng mà còn đối với những người mẫu vốn sở hữu thân hình mảnh dẻ. Hiện số người thừa cân và béo phì tại Colombia chiếm tới 51%. Do đó, việc tạo ra những mẫu thiết kế ngoại cỡ như Elena sẽ giúp người béo có thể tìm được những mẫu quần áo phù hợp, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng cuộc cách mạng thời trang dành cho người béo chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển và nhận được sự đồng tình của cộng đồng xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.